Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Đối với những anh chị đây là lần đầu tiên đến với kênh thì em xin tự giới thiệu, em là Brandy. Đây sẽ là nơi mà em chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm về stock, option cũng như là những kiến thức liên quan đến phân tích kỹ thuật technical analysis. Chúng ta vừa mới trải qua một cái kỳ nghỉ lễ long weekend, đó chính là Thanksgiving cũng như theo sau đó là Black Friday ha. Thì thị trường đã đóng cửa vào ngày thứ năm và đóng cửa sớm vào ngày thứ sáu. Thì em hy vọng rằng tất cả các anh chị đang xem cái video này đã có một cái kỳ nghỉ lễ thực sự hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Và trong thời gian sắp tới chắc chắn là toàn bộ nước Mỹ đang rất là excited cho cái kỳ nghỉ lễ lớn tiếp theo, đó chính là Christmas cũng như là New Year ha. Thì trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái nội dung hấp dẫn để chuẩn bị cho cái tháng cuối cùng trong năm 2023 và những cái kế hoạch tiếp theo cho năm 2024. Thì trong cái video này, chúng ta sẽ có 3 phần chính như sau. Ở phần đầu tiên sẽ là trade recap của nhóm, nơi mà em sẽ thuật lại toàn bộ những cái performance, toàn bộ những cái lệnh mà em đã alert trong tuần giao dịch gần nhất. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau update, cập nhật những cái tin tức liên quan đến lịch trình sự kiện tài chính và báo cáo tài chính, và cuối cùng không thể thiếu đó chính là phân tích thị trường dưới góc nhìn kỹ thuật. Bởi lẽ toàn bộ những cái news, những cái tin tức, những cái sự kiện tài chính nó đều được release và nó có một cái mối liên kết rất là chặt chẽ với technical analysis, phân tích kỹ thuật mọi người ha. Và dĩ nhiên đó chính là phần thứ ba của cái video ngày hôm nay. Bây giờ không để anh chị chờ lâu nữa, em sẽ bước ngay đến với phần đầu tiên, đó chính là trade recap của nhóm. Trên màn hình là toàn bộ các cái kết quả giao dịch của nhóm trong tuần vừa qua. Mặc dù tuần vừa rồi là một tuần lễ khi mà chúng ta chỉ có 3,5 phiên giao dịch thôi, tức là mình chỉ có 3 phiên chính và nửa phiên sáng thứ sáu là dường như thị trường không di chuyển gì hết ha. Nhưng mà nhóm cũng đã đem về một cái biên độ lợi nhuận khá là tốt trên NQ. Thì trong tuần vừa qua em đã alert tổng cộng là 8 lệnh, trong đó có 6 lệnh thắng và chỉ có vỏn vẹn 2 lệnh thua, đem về một cái biên độ lợi nhuận trên Nasdaq là 70 điểm ha. Thì đa số chúng em trade là future và chủ yếu đó chính là Nasdaq 100. Tức là nếu như mà anh chị chơi bên option đó, đó chính là QQQ. Nhưng mà bên future nó có những cái lợi thế lớn hơn rất là nhiều mà em cũng đã giải thích trong thời gian vừa qua, và điển hình nhất đó chính là chúng ta không bị thê đà nó đốt hoặc đó là một cái điểm sáng rất là tốt bên future so với lại bên option. Thì ở cái thời điểm hiện tại đó, nếu như mà anh chị muốn tìm hiểu về bên future thì có thể cân nhắc và nhanh chóng đăng ký tham gia vào thành viên khi mà chúng em đang có chương trình Black Friday Sale ha. Nó vẫn còn đang trong cái khoảng thời gian available, thì anh chị có thể đăng ký trực tiếp dưới cái đường link vào cái website là brandytrades.com hoặc là click vào cái đường link ở bên dưới mà em đã để sẵn ở dưới cái phần mô tả ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì trong cái ngày, trong cái tuần vừa qua đó, cái điểm sáng nó rơi vào ngày thứ ba khi mà chúng em đem về là 52 điểm. Ngày thứ hai là một ngày cũng khá là ok khi mà là 27 điểm ha. Ngày thứ tư thì chúng ta thua khoảng 10 điểm. Ngày thứ năm thị trường đóng cửa, và ngày thứ sáu với một cái lượng thanh khoản rất thấp thì em đã quyết định không trade. Tuy nhiên thì với những cái ngày mà thị trường sideways đó, nhóm vẫn có một cái strategy đặc biệt về bên option seller mọi người ha. Nếu như anh chị nào biết về option, biết về bên seller thì mọi người cũng đã từng nghe về cái gọi là Iron Condor rồi đúng không ạ? Thì tuần vừa qua là một cái tuần thanh khoản rất là thấp và nhóm chúng em đánh cái chiến thuật đó đang ăn rất là lớn ha. Tạm gọi là chiến thuật đánh ngang đi, để cho những cái anh chị nào chưa có cái kiến thức về future đó thì mọi người, nếu như anh chị nào chưa có kiến thức về option thì anh chị có thể hình dung được nó dễ dàng hơn ha. Tức là khi mà thị trường nó chỉ di chuyển trong một cái range thôi thì chúng ta là những người đem về lợi thế, những người kiếm ra được tiền đúng không ạ? Thì đây là toàn bộ những cái phần recap mà em muốn gửi đến với mọi người trong cái phần đầu tiên của video ngày hôm nay. Bước sang phần thứ hai, em sẽ update về sự kiện tài chính và lịch trình báo cáo tài chính. Đối với lịch trình báo cáo tài chính, mặc dù khoảng thời gian tiếp theo, khoảng thời gian tuần sau chúng ta sẽ không thấy sự xuất hiện của quá nhiều các cái công ty về công nghệ, ví dụ như Apple hay Nvidia, bởi vì những cái công ty đó đã trải qua các cái kỳ báo cáo tài chính trong khoảng thời gian trước của tháng 11 cũng như là cuối tháng 10. Nhưng mà ở đây có một vài công ty mà em muốn mọi người chú ý cho cái tuần giao dịch tiếp theo. Ở đây bắt đầu với ngày thứ ba trước khi thị trường mở cửa sẽ là Pinduoduo. Đây cũng là một cái công ty
lớn của Trung Quốc và cũng rất nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian Covid á. Đây là một cái công ty mà em đã rất là ưa chuộng để em đánh xe ha, để em xoay bằng xe. Sau khi mà thị trường đóng cửa thì chúng ta sẽ có một cái công ty khác, đó chính là CrowdStrike, CRWD, cái mã của nó là CRWD ha. Ngày thứ tư thì sẽ có nhiều cái công ty mà em dành cái sự chú ý hơn. Trước khi thị trường mở cửa sẽ là Foot Locker, Dollar Tree, Farfetch. Nếu như anh chị nào chưa biết thì Farfetch đó là một cái app, một cái công ty mà bán hàng của tất cả các cái hãng đồ hiệu ha. Ngoài ba công ty mà em mới vừa nêu trên thì chúng ta sẽ có là Petco, cái mã của nó là WOF, WOOF ha. Sau khi thị trường đóng cửa, hai cái công ty này là hai cái công ty mà em sẽ dành cái sự quan tâm nhiều nhất cho tuần sau. Đầu tiên sẽ là Snowflake, thứ hai sẽ là Salesforce. Đó, ngoài hai công ty này ra, chúng ta sẽ có Five Below và Victoria's Secret. Đây là một cái công ty về thời trang ha. Ngày thứ năm trước khi thị trường mở cửa sẽ là tập đoàn Kroger. Đây là một cái tập đoàn chuyên về phân phối hàng chợ đồ này kia đó. Nếu như mà anh chị để ý thì chắc chắn trong mỗi tiểu bang nó sẽ có cái công ty, cái tập đoàn này. Ở bên cạnh đó sẽ là TD Bank ha. Thì hiện tại á, cái TD Bank nó vẫn không phải là sở hữu của Charles Schwab nha, anh chị đừng có nhầm lẫn. TD Bank nó vẫn là TD Bank, nhưng mà cái app Think or Swim của nó đó, nó đã được bán lại, nó được bàn giao cho Charles Schwab, cho nên bây giờ nếu như mà anh chị nào đánh cái sàn TOS đó, thì nó bắt mình phải chuyển qua Charles Schwab rồi, đúng không ạ? Nếu như đó là cái điều mà em muốn cập nhật cho anh chị nào chưa biết ha. Sau khi thị trường đóng cửa sẽ là UTA, mã của nó là ULTA. Bên cạnh đó, một công ty lớn về công nghệ đó chính là Dell. Thì ở thời điểm hiện tại nó rất là khác với vài chục năm về trước, 10 năm, 15 năm về trước, khi mà Dell không còn là một cái ông lớn mà nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm như là Apple hay Nvidia nữa. Dell bây giờ thì em thấy nó đang khá là bị behind ha. Nhưng mà mình vẫn sẽ dành một cái sự chú ý, một cái sự quan tâm. Ngoài Dell ra, ngày thứ năm sẽ là Tilly. Đây cũng là một cái công ty về thời trang mà hay bán trong mall đó. Ngày thứ sáu có một cái nhà băng. Đây là một cái nhà băng nhỏ thôi. Nhưng mà hiện tại em thấy cái mức độ expanding của nó đó, cái mức độ phát triển của nó cũng khá là nhanh. Cho nên mình cũng sẽ dành một ít cái sự quan tâm cho nó, đó chính là BMO ha, đây là BMO. Vậy thì đây là toàn bộ các cái công ty mà em dành cái sự chú ý cho tuần sau. Anh chị cũng có thể take note xuống và để coi thử mình tìm những cái setup cho các cái công ty này, để coi thử tuần sau setup đó nó có play out hay không, và mình có những cái kế hoạch trade thật là rõ ràng cho những cái công ty này. Bởi vì khi mà mới vừa earning xong đó thì cái IV nó khá là cao, rất là phù hợp cho anh chị nào day trade bằng xe ha. Bước sang cái phần tiếp theo đó chính là sự kiện tài chính. Bắt đầu với ngày thứ hai thì vào lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông sẽ có một cái sự kiện, đó là New Home Sales ha. Ngày thứ ba, hai cái sự kiện quan trọng mà em muốn mọi người chú ý đó chính là Consumer Confidence và Richmond Fed Manufacturing Index ha. Đây sẽ là hai cái sự kiện được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông. Bước sang ngày thứ tư và ngày thứ năm, đây là hai cái ngày cực kỳ quan trọng cho cái tuần giao dịch tiếp theo. Bởi vì sao ạ? Vào lúc 8:30 sáng sẽ là GDP Report, đây là một cái bản báo cáo rất là quan trọng, cũng như là International Trade in Goods ha. Hai cái sự kiện này đều được diễn ra vào lúc 8:30 sáng. 10:30 cùng ngày sẽ là EIA Petroleum Status Report. Đây sẽ là một cái sự kiện mà mọi người để ý ấy. Nếu như mà anh chị theo dõi em lâu rồi thì thấy sự kiện này đa số tuần nào cũng có. Và 1:45 cùng ngày sẽ là một cái thành viên của Fed tên là Master lên có một cái bài phát biểu nha. Đây cũng là một cái sự kiện mà em chú ý. Bước sang ngày thứ năm sẽ có hai cái sự sẽ có tầm khoảng là 4 năm cái sự kiện quan trọng. Đầu tiên là OPEC Meeting. Đây là một cái sự kiện mà nó được diễn ra theo cái khung giờ châu Á, nếu như mà em nhớ không nhầm ha. Và vào lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông sẽ là Personal Income and Outlay, cũng như là Jobless Claims. Đây cũng là hai cái sự kiện mà nó có thể quyết định cái hướng đi tiếp theo cho thị trường trong cái khoảng thời gian tới. 9:45, 10:00 và 10:30 lần lượt sẽ là Chicago PMI, Pending Home Sales Index và EIA Natural Gas Report. Bước sang ngày thứ sáu để kết thúc một cái tuần giao dịch thì ba cái sự kiện quan trọng nó sẽ là PMI Manufacturing Final, ISM Manufacturing Index và Construction Spending được diễn ra vào lúc 9:45 sáng và 10:00 sáng theo giờ miền Đông. Thì đây là toàn bộ các cái sự kiện
đáng chú ý cho tuần giao dịch tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cái phần thứ ba, phần có lẽ là quan trọng nhất trong mỗi cái video và mỗi ngày chủ nhật, đúng không ạ? Đó chính là phân tích thị trường dưới góc nhìn kỹ thuật để xem thử mọi thứ ở thời điểm hiện tại nó như thế nào. Thị trường đã ra khỏi cái bullish momentum hay chưa, hay là cái xu hướng này nó còn sẽ tiếp diễn. Và chúng ta sẽ đến ngay với cái mã đầu tiên, đó chính là S&P 500. Khởi đầu trên khung tuần của SPY, mặc dù tuần giao dịch vừa rồi là một tuần giao dịch rất là ngắn ngày khi mà chúng ta có hai ngày lễ, đó chính là Thanksgiving và Black Friday, đúng không? Nhưng thị trường vẫn đã đem về cho mình một cái cây nến xanh khá là solid. Và trong cái nến xanh này em thấy seller người ta không có step in vô bao nhiêu hết, mà đa số đều là cái sự control của buyer. Ở đây thì mọi người chú ý rằng á, SPY đang tiến rất là gần tới cái khu vực kháng cự rồi. Hiện tại nó đang vào trong cái zone kháng cự rồi, tức là khu vực 455, 456. Và trong khoảng thời gian tới, nếu như mà đi đúng kỹ thuật thì chúng ta nên thấy một cái nhịp pullback của toàn bộ thị trường ngay tại khu vực này. Hoặc là trong một cái scenario khác, một cái scenario mà thị trường quá mạnh, không những cái người buyer người ta defend, người ta không muốn cho pullback đó, thì mọi người hãy cẩn thận khi mà SPY break qua khỏi 460 nha. Đó sẽ là cái lúc mà buyer người ta sẽ tiếp tục, người ta đẩy volume vô rất là nhiều vì người ta muốn play out cái setup ở breakout, đúng không ạ? Nhưng mà đối với bản thân em thì để mà đánh lên tiếp một cái nhịp hồi nó vẫn sẽ là tốt hơn rất là nhiều, vì mình có một cái good entry cũng như là một cái risk and reward management rất là tốt ha. Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn, mặc dù cái nến tuần vừa rồi là một cái nến khá là đẹp, nhưng mà ở đây em muốn show cho mọi người thấy được rằng á, trên khung ngày những cái nến đa số đều là cái cây nến hình dạng doji, bởi vì cái thanh khoản không có và cái biên độ di chuyển không có, nó chỉ là những cái nhịp sideways up từ từ nó build up trong vòng một tuần thôi, thì nó ra cây nến tuần khá là đẹp. Và trong tuần vừa qua đó, cái cây nến mà đẹp nhất có lẽ là cây nến ngày thứ hai. Còn toàn bộ ba cái phiên giao dịch sau đó đều là những cái nến rất là xấu, đúng không ạ? Và một cái điều nữa mà em muốn mọi người chú ý đó chính là cái lượng volume giao dịch của công SPY trong tuần vừa qua, của toàn bộ thị trường trong tuần vừa qua đang có một cái xu hướng giảm dần, tức là giá đi lên nhưng mà volume đi xuống. Cho nên ở đây ít nhiều nó cũng bắt đầu cho chúng ta thấy được những cái dấu hiệu có khả năng thua bác ha. Em nói là có khả năng thua bác ha, bởi vì SPY đang đứng ngay tại một cái vị trí rất là nhạy cảm, đó chính là 455 và 456. Khi mà nó break out ra khỏi cái khu vực này như em vừa mới nói ở trong phần đầu tiên của cái phần phân tích SPY, thì rất có thể buyer người ta sẽ tiếp tục, người ta đẩy ngược vô, người ta tiếp tục, người ta kick in volume vô để đẩy lên những cái key level xa hơn. Vậy thì những cái key level xa hơn nó sẽ là những cái key level nào? Ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn một vài cái key level để cho mọi người tiện theo dõi ha. Đối với bản thân em á, tuần sau nếu như mà SPY tiếp tục đẩy lên đó, tiếp tục break out đó, thì cái target nó sẽ là khu vực 462.20. Đây là một cái key level trên khung weekly. Cho nên nó khá là quan trọng ha. Trong trường hợp mà SPY không thể nào break out đó, và tiếp tục bị reject ở đây cho một cái nhịp hồi, một cái nhịp pullback, thì em thấy được rằng SPY có khả năng nó sẽ hồi về lại khu vực 451.96. Đây là cái zone mà nó đã hold được trong toàn bộ cái phiên giao dịch trước đó, thì rất có thể nếu như mà nó không break out được thì nó sẽ hồi về lại đây để nó có thể nó back test lại, nó test giá lại một lần nữa, coi thử là buyer có đủ thanh khoản để tiếp tục đẩy ngược lên hay không. Còn trong trường hợp mà tiếp tục bearish nữa đó, tiếp tục mà SPY không hold được 452, thì mọi người có thể chú ý cái zone là 448 nha, 448, và đặc biệt là cái zone từ khu vực là 441 cho tới 446. Bởi vì sao? Nhìn quay lại trên khung daily thì ở đây chúng ta có một cái gap, mà đây là cái gap gần nhất, thì em hy vọng á, cái trade plan của em á, là mình có thể bắt được một cái nhịp long tiếp theo ngay tại cái khu vực fill xong cái gap này để mình đánh ngược lên lại, thì cái điểm entry của mình nó cực kỳ tốt ha. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đánh trong một cái xu hướng đang đi lên á, mình entry ngay một cái nhịp hồi như thế này nè mọi người, thì cái điểm entry và cái điểm stop loss của mình nó rất là tốt. Mình entry ngay đây, mình chỉ cần stop loss bên dưới này thôi, và mình đánh nó, mình try nó up lên này. Còn trong trường hợp mà anh chị đánh break out á, nó sẽ nguy hiểm như thế này. Đánh break out nó sẽ rất hay force break out nha, tức là nó đẩy ngược ra, xong nó đẩy ngược vô lại, thì mọi người sẽ bị loss rất là nặng. Cho nên mọi người chú ý cái điều đó, luôn luôn chờ một cái nhịp hồi kỹ thuật để mình bắt đầu mình vô lệnh, dù là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm ha. Quay lại với cái câu chuyện về SPY, thì
Hy vọng rằng tuần sau sẽ là một tuần mà thị trường bắt đầu có những cái nhịp hồi kỹ thuật. Trong xuyên suốt cái khoảng thời gian vừa qua thì anh chị có thể thấy thị trường nó đẩy một phát lên luôn và không có một cái nhịp hồi kỹ thuật nào cả. Đó là một cái điều mà em rất là concern ha, đó là một cái điều mà em rất là concern. Thì quay về ngược trở lại đây, fill cái gap, tạo tiếp tục tạo một cái higher low và đẩy lên từ đây cho tới cuối năm. Đó là một cái kịch bản mà em thấy rất là khả dĩ cho thị trường trong khoảng thời gian sắp tới. Và tuần giao dịch tiếp theo là cái tuần cuối cùng của tháng 11 rồi, chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng ta wrap up lại toàn bộ cái năm giao dịch 2023 rất là thành công, đúng không ạ? Riêng đối với bản thân em là rất là thành công. Tháng 11 cây nến khung tháng, anh chị có thể thấy được rằng cây nến khung tháng của SPY đang là một cây nến rất là bullish. Tuy vậy thì chúng ta còn khoảng là 4 phiên giao dịch nữa để chốt lại cái cây nến này nó đóng như thế nào ha. Nếu như mà cây nến này vẫn tiếp tục nó giữ một cái nến solid như thế này thì tháng 12 không loại trừ khả năng thị trường sẽ chỉ trải qua một cái nhịp pullback nhẹ thôi và tiếp tục break out tạo all time high. Cái đó là cái kịch bản em đang thấy rất rất là khả dĩ anh chị ha. Ok, thì đây là toàn bộ cái phần phân tích của em cho cái mã SPY này cho tuần giao dịch tiếp theo. Tiếp theo thì em sẽ gửi đến mọi người cái phần trade plan, cái phần phân tích của QQQ. Trước khi bước vào phần phân tích của QQQ thì em xin phép mọi người tầm khoảng là 15 giây để có thể nhấn vào cái nút like ở bên dưới, bởi vì thuật toán của YouTube họ sẽ ưu tiên cho những cái video nào có nhiều like ha. Và bên cạnh đó, nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh thì mọi người có thể nhấn vào cái nút theo dõi kênh và bấm cái chuông thông báo để khi mà em ra video anh chị có thể nhận cái video này nhanh nhất có thể ha. Bên cạnh đó thì ở thời điểm hiện tại trên Facebook chúng em cũng đã có một cái cộng đồng riêng cho nhóm chúng ta tên là Branded Trading Center. Đây cũng sẽ là nơi mà chúng em post rất là nhiều cái nội dung đặc quyền ha, ví dụ như trade recap hay là những cái bài phân tích, những cái phần phân tích cũng như là những cái liên quan tới psychology cho trading rất rất là hữu ích. Anh chị có thể lên Facebook và search là Branded Trading Center và nhấn vào một nút like cũng như là một follow ha, để nhận rất là nhiều các cái nội dung thông tin quan trọng. Quay ngược trở lại với cái phần phân tích của QQQ thì tuần vừa qua QQQ cũng đã đem về cho mình một cái nến xanh, nhưng mà dường như ở cái khu vực 392, 393 thì QQQ bắt đầu xuất hiện một vài cái động thái của seller. Nhưng mà ở đây đó anh chị chú ý rằng QQQ mặc dù có những cái sự rejection ngay tại 392, 393 nhưng mà QQQ đã take out cái high, đã phá luôn cái high là khu vực 388 và đóng cây nến tuần vừa rồi trên cái level này. Và nếu như mà tuần sau QQQ vẫn giữ được trên cái giá này, trên cái level này thì em nghĩ rằng cái bullish momentum nó vẫn chưa có kết thúc đâu ha. Quay trở lại với cái khung nhỏ hơn là khung daily thì tuần vừa qua tương tự như SPY thôi, QQQ cũng chỉ đem về một cái nến xanh rất là tốt vào ngày thứ hai, còn lại ngày thứ ba, thứ tư và thứ sáu đều là ba cái nến trong một cái range nhất định. Và mọi người chú ý nè, QQQ vẫn chỉ giao dịch ở trong cái range của cái nến thứ hai thôi, nó chưa có đóng cửa ngoài cái range này được ha. Mặc dù thứ tư nó đã có những cái động thái break out vào đầu giờ nhưng mà đây chỉ là những cái động thái false break out ha, và hiện tại nó vẫn chạy trong cái range, và cái range này từ bao nhiêu 385.8 cho tới khu vực là 391.45 ha. Đối với em thì cái trade plan của tuần sau cho con QQ này nó cũng khá là đơn giản thôi. Trên khung 4 giờ thì mọi người có thể thấy được rằng khung 4 giờ và khung 1 giờ thì QQQ vẫn đang hold rất là tốt trên khu vực 387, 388, đúng không ạ? Và tuần sau nếu như cái ETF này tiếp tục hold được ngay cái khu vực này ha, hold được trên ngay cái khu vực này thì cái khả năng mà QQQ quay ngược trở lại 394.40 và 396.71 là rất cao. Trong trường hợp bearish thì sao? Trong cái scenario bearish thì em muốn thấy QQQ nó phải break below 387 để nó rớt lại vào đâu ạ? Rớt lại về khoảng khu vực là 384. 384, và nếu như 384 mà không hold được đó thì cái gap này nó rất là potential ha. QQQ nó cũng có một cái gap rất là giống SPY thôi, một cái gap mà nó đã xuất hiện vào cái giai đoạn là ngày 13 tháng 11 năm 2023
và có một cái potential rất lớn để có thể quay về fill phần nào đó cái gap này trước khi tạo một cái high or low và đẩy ngược lên lại. Em vẫn giữ cái quan điểm là thị trường nên có một cái nhịp hồi ha. Thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho QQQ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với toàn bộ cái phần phân tích của College Company, những cái mã cổ phiếu lớn về công nghệ cũng như là những cái mã cổ phiếu cốt lõi. Thì bắt đầu như thường lệ thôi sẽ là Apple. Đối với Apple thì tuần giao dịch vừa qua là một tuần giao dịch không mấy thành công, khi mà mọi người có thể thấy được rằng đây là một cái nến dạng doji ha. Và hiện tại thì Apple cũng đã tiến vào cái khu vực supply zone hay còn gọi là resistance zone, thì rất có thể sẽ có những cái nhịp hồi kỹ thuật cho cái mã cổ phiếu này. Về lại cái khung ngày cũng như là pull up những cái key level, thì trong cái khoảng thời gian vừa qua đó, Apple đã rất là cố gắng để phá vỡ cái khu vực 188 cho tới 190, nhưng mà hiện tại thì Apple vẫn chưa làm được. Ngày thứ hai tuần trước thì Apple vẫn đã đem về một cái nến xanh cùng với toàn bộ thị trường, nhưng mà tới thứ ba, thứ tư và thứ sáu thì Apple có vẻ như hơi đuối, và ngày thứ sáu Apple đã bắt đầu có những cái nhịp rớt ngược trở lại ha. Mở cửa từ giá là 190.88 nhưng mà đóng cửa chỉ là 189.95 thôi. Đã có những cái lúc mà giá thấp nhất về tới 189.30. Đây cũng không phải là một cái gì quá thảm họa cho cái mã cổ phiếu này, nhưng mà đây là những cái động thái ban đầu cho em thấy được rằng Apple có thể pullback về lại ha. Vậy thì tuần sau Apple có thể pullback về đâu? Đối với bản thân em thì em thấy rằng để mà pullback gọi là decent pullback, những cái nhịp pullback nó hợp lý và nó đúng với kỹ thuật, thì Apple cần phải quay về lại để test cái khu vực 186.28 ha. Nếu như mà hold được cái khu vực này thì cái khả năng mà Apple quay ngược trở lại 192, sau đó là 195 và thậm chí là 200 rất là cao nha anh chị. Còn trong trường hợp bearish thì sao? Trong trường hợp bearish tức là Apple không thể nào hold được trên 186.28 thì cái mã cổ phiếu này rất có tiềm năng sẽ rớt về lại khu vực 184.15 cho tới .10. Đây sẽ là cái zone tiếp theo cũng như là khu vực 180.68. Thì đối với bản thân em thấy rằng á, để mà Apple di chuyển một tuần 10 điểm á, nó rất là khó ha. Nhưng mà em vẫn đưa cho mọi người những cái key level lớn cho xuyên suốt một cái tuần giao dịch. Còn bản thân em trong nhóm mỗi ngày em đều update trước khi thị trường mở cửa ha. Đó gọi là cái phần pre-market analysis. Thì nếu như mà mọi người muốn update từng ngày luôn đó, thì có thể đăng ký thành viên vào nhóm để live trading cũng như là nhận được rất nhiều các cái benefit độc quyền ha. Cái đường link em để ở bên dưới và hiện tại đang có 50% off. Mọi người nhớ nhanh tay ha. Ok, thì đây cũng là toàn bộ cái phần phân tích của em cho Apple cho tuần giao dịch tiếp theo. Mã tiếp theo mà em muốn gửi đến cho mọi người sẽ là Nvidia. Đối với Nvidia thì trái ngược hoàn toàn so với đa số toàn bộ thị trường. Thì Nvidia trong tuần vừa qua đã đem về một cái nến đỏ và chúng ta thấy những cái dấu hiệu reject rất là mạnh mẽ ngay tại cái khu vực 500. Tuần vừa qua, như mọi người cũng đã biết, Nvidia trải qua một cái kỳ earning, nhưng mà mọi người phải nhớ rằng cái kỳ earning của Nvidia trong cái khoảng thời gian tuần trước đó, nó không phải là một cái kỳ earning tệ nha. Nó vẫn đáp ứng hết toàn bộ các cái expectation, các cái sự mong chờ của các cái nhà đầu tư lớn trong Wall Street. Nhưng mà mọi người phải tưởng tượng là ở thời điểm hiện tại, Nvidia đó nó giống như là một cái trong lớp học thì Nvidia nó như là một học sinh xuất sắc vậy đó. Người ta luôn luôn mong chờ nhiều hơn những cái sự gọi là đạt chỉ tiêu ha. Người ta mong chờ phải là Nvidia lúc nào cũng phải outstanding, lúc nào cũng phải phá vỡ rất là xa những cái chỉ tiêu mà Wall Street đặt ra thì người ta mới tiếp tục đổ tiền vô cho cái mã cổ phiếu này. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì cái kỳ báo cáo tài chính của Nvidia nó chỉ ngang bằng ở cái mức là đáp ứng được toàn bộ các cái sự mong chờ của những cái nhà đầu tư lớn thôi. Đó là lý do tại sao mà Nvidia có phần bị sideways down trong tuần giao dịch vừa rồi ha. Vậy thì ở đây em sẽ pull up những cái key level để cho mọi người có thể thấy được rằng Nvidia tuần sau nó có thể đi như thế nào. Hiện tại thì Nvidia đang hold ngay tại cái khu vực hỗ trợ là 476, tạm gọi là 476 đi ha. Nếu như mà tuần giao dịch tiếp theo mà Nvidia vẫn hold được ngay cái khu vực này thì cái khả năng thứ hai, thứ ba Nvidia có khả năng rất cao quay ngược trở lại khu vực 490 và cao hơn nữa sẽ là cái khu vực 500-503, nơi mà nó đã bị reject ở trong cái khoảng thời gian tuần trước ha. Còn trong cái khả năng, trong cái scenario
scenario bearish thì sao? Đối với bản thân em, để mà bearish NVDA này thì NVDA cần phải bị low, phải bị low cái khu vực 476, 477 và về được tới đâu ạ? Về lại cái khu vực là 462.56. Thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 450.50 và cuối cùng sẽ là cái khu vực 439 cho tới 440 ha. Đối với bản thân NVDA này, nhìn ra một cái nhìn ra tổng quan một cái khung giờ lớn hơn trên khung weekly hoặc là khung monthly đi, trên khung weekly đi, thì ở đây anh chị có thể thấy được rằng NVDA vẫn chỉ đang chạy ở trong cái range mà thôi. Đây chính là cái range mà NVDA đã chạy khoảng nửa năm nay ha. Nó vẫn chưa tìm được cái điểm phá vỡ và hiện tại NVDA mình nói không quá thì nó vẫn đang trading in the range và những cái nhịp mà mình bắt đáy ở đây thì để mình đánh swing thôi nha mọi người. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu như mà một cái vùng giá nào đó thực sự tốt cho long term thì em nghĩ 477 vẫn chưa phải, đối với bản thân em thôi, vẫn chưa phải là một cái vùng giá tốt ha. Mã tiếp theo mà em muốn gửi đến cho mọi người sẽ là một cái công ty chung nhóm ngành với NVDA, đó chính là AMD. Hơi khác so với NVDA thì trong tuần giao dịch vừa rồi, AMD đã đem về cho mình một cái nến xanh và buyer người ta xuất hiện ở khu vực 177.95 cũng như là seller người ta xuất hiện ở khu vực là 124.77 và giá đóng cửa của AMD cho cái ngày thứ 6 vừa qua là 122.31 anh chị ha. Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn thì ở đây mọi người có thể thấy được rằng AMD đang muốn break out ra khỏi cái zone này, đang muốn break out ra khỏi cái khu vực 116.9 cho tới 121.76. Đây là một cái zone mà AMD cũng đã build up tầm khoảng là 2 tuần vừa qua ha. Thì trong ngày thứ 6 đó, AMD đang đóng cửa được trên cái vùng giá 121.76. Đây là một trong những cái tín hiệu tích cực đầu tiên để chúng ta có thể thấy được rằng cái mã này còn có khả năng lên nữa ha. Về lại những cái khung nhỏ hơn như là khung 4 giờ và khung 1 giờ thì ở đây khung 1 giờ em thấy mọi thứ nó nhìn nó rõ ràng hơn nè. Anh chị có thể thấy được rằng ngày thứ 2 tuần trước đó, AMD nó đã break out ra khỏi cái key level 121.76, nó có những cái động thái quay về backtest và hiện tại nó vẫn đang hold ngay trên cái khu vực này. Thì nếu như mà tiếp tục hold được ở trên cái khu vực này thì cái target tiếp theo của em cho AMD nó sẽ là cái khu vực 125. Đây chính là cái key level trên khung weekly. Đây là cái key level trên khung weekly, cho nên là khi mà tới cái khu vực này mọi người phải nên chú ý một chút xíu ha. Còn trong trường hợp bearish thì sao ạ? Trong trường hợp bearish, khi mà AMD nó không thể hold được trên 121.76 thì cái target của em nó sẽ rơi về là 120. Đây sẽ là cái zone đầu tiên và sau đó sẽ là cái zone 116.90. Bởi vì sao? Khi mà AMD không hold được 121.76, tức là cái mã cổ phiếu này nó quay ngược trở lại cái range, nó vẫn chưa muốn break out cái range này mà nó sẽ tiếp tục sideways, tiếp tục dao động trong cái box mà em vẽ mà thôi. Đó, từ 116.90 cho tới 121.76. Thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho AMD. Tiếp theo sẽ là Microsoft. Đối với Microsoft thì cái mã cổ phiếu này đang làm rất tốt cái công việc của mình khi mà liên tục tạo những cái all time high ha, những cái điểm cao nhất trên mọi thời đại. Thì ở thời điểm hiện tại, cái tuần vừa qua đó thì Microsoft đã lên tới cái khu vực rất là gần khu vực 380 rồi. Thì đối với bản thân em thấy á, với những cái biên độ di chuyển như thế này thì Microsoft còn có khả năng rất cao để lên nữa ha. Hiện tại khi mà nó tạo all time high thì những cái vùng resistance tiếp theo sẽ là những cái psychological level, những cái vùng giá đẹp ví dụ như là 380, 385 hoặc là 390 ha. Đó là những cái level mà mọi người nên chú ý, bởi vì khi mà nó tạo all time high thì bên phía bên trái của cái chart nó sẽ không có một cái đỉnh cũ nào cả, đúng không ạ? Vì đây là all time high mà. Thì đây là cái kiến thức mà nếu như anh chị nào mới chưa biết thì có thể dùng nó để tham khảo ha. Quay lại với Microsoft cho cái kế hoạch giao dịch tuần sau, hiện tại thì đang là vùng giá 377.41. Nếu như mà Microsoft tuần sau có thể break out được qua khỏi 380 với một cái lượng volume mạnh thì cái khu vực tiếp theo sẽ là 385 và sau đó sẽ là 390. Hai cái key level này rất là dễ để nhìn thấy, đúng không ạ? Rất là easy luôn. Còn trong trường hợp mà Microsoft không thể nào phá vỡ qua khỏi cái zone này thì nó có thể rớt ngược vào đâu? Đối với bản thân em thấy thì Microsoft có thể rớt ngược về lại cái khu vực là 371 đầu tiên này, đầu tiên sẽ là 371 và thấp hơn nữa sẽ là khu vực 365.37 ha. Thì đôi khi đó Microsoft một tuần giao dịch đó nó chỉ đi tầm khoảng là 2 cho tới 3 điểm thôi mọi người, nhưng mà em vẫn đưa cho mọi người những cái trade plan lên tới 5 điểm hoặc là hơn 5 điểm cho cái mã cổ phiếu này để just in case lỡ tuần sau mà thị trường nó có những cái biến động như thế nào về chiến tranh hay là những cái địa chính trị hay là bất kỳ whatever những cái sự kiện nào nó có thể làm lung lay thị trường thì
mình có thể có những cái key level thấp hơn, xa hơn để mình có những cái sự chuẩn bị nó tốt hơn, đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà Microsoft về lại below khu vực 365 nữa thì sao? Nếu như mà below 365 luôn đó thì Microsoft sẽ về lại 360 và thấp hơn nữa sẽ là 350 nha. Những cái nhịp hồi kỹ thuật ở thời điểm hiện tại của Microsoft á, trên khung giờ lớn thì em thấy nó không có rõ ràng lắm, bởi vì cái momentum nó còn quá mạnh, buyer vẫn còn quá strong, cho nên là bất kỳ một cái nhịp hồi nhẹ nào, một cái shallow pullback nào thì buyer người ta cũng step in vô để người ta mua mua thêm, được không ạ? Thì đây là cái phần phân tích của em cho Microsoft. Tiếp theo sẽ là Google. Đối với Google thì mặc dù tuần vừa rồi vẫn là một cái nến xanh trên khung tuần, nhưng mà anh chị có thể thấy cái đầu nến bắt đầu nó xuất hiện ngay tại cái zone 142.50, đúng không ạ? Cho thấy được rằng seller cũng đã bắt đầu có những cái động thái ban đầu step in vô ở ngay tại cái vùng giá này, cũng như là những cái người buyer người ta bắt đầu có những cái động thái chốt lời. Về những cái khung giờ nhỏ hơn để xem thử Google nó đang ở trong trạng thái như thế nào. Ngày thứ sáu thì Google đã không thể đóng trên cái key level là 138.55.50 anh chị ha. Thì đây là một cái dấu hiệu cho em thấy rằng là không tốt đối với cái mã cổ phiếu này. Và nếu như cái momentum này nó được giữ thì rất có thể trong tuần giao dịch tiếp theo sẽ là một cái tuần giao dịch mà Google trải qua một cái kỳ một cái nhịp pullback ha. Và cụ thể ở đây nó sẽ pullback về tới đâu? Đầu tiên sẽ là khu vực 136 và cuối cùng sẽ là cái khu vực 134. 134 là một cái gap mà Microsoft nó đã tạo ra ở trong cái khoảng thời gian trước, và từ lúc mà nó tạo ra ở trong cái khoảng thời gian 13-14 tháng 11 2023 thì cái mã cổ phiếu này nó chưa quay về để nó có những cái động thái fill gap lần nào. Và với cái setup này thì là một cái setup mà em thấy rằng Google đang có một cái động thái, một cái tiềm năng rất là lớn có thể quay về để fill cái gap này, đúng không ạ? 134 cho tới 136 cho tuần sau, anh chị chú ý cái vùng giá này. Còn trong trường hợp bullish thì sao ạ? Trong trường hợp bullish thì Google cần phải giữ được trên cái khu vực 138.56 để đẩy ngược lên lại khu vực 141, và cao hơn nữa sẽ là 142.60.63 và cuối cùng sẽ là khu vực 143.97. Những cái key level này là những cái key level mà em đã chuẩn bị sẵn cho mọi người trong cái khoảng thời gian trước, cũng như là đêm ngày hôm qua ha, trước khi mà release làm cái video YouTube thì em luôn luôn em đã chuẩn bị sẵn rồi để lên video mình nói cho nó nhanh và nó chính xác, đúng không ạ? Thì đây là những cái key level của em dành cho Google. Mã tiếp theo mà em muốn gửi đến cho mọi người sẽ là Facebook. Đối với Facebook thì em thấy cái mã cổ phiếu này vẫn đang làm rất tốt cái công việc của mình và đang phát huy vẫn rất là tuyệt vời cái bullish momentum ha. 2 tuần trước thì Meta hay còn gọi là Facebook đó đã chính thức breakout ra cái khu vực là 325, test luôn cái hai ở đây, nó đã tạo hai đỉnh và tới lần thứ ba nó đã breakout luôn. Và ở thời điểm hiện tại Facebook đang có giá là 338.23 ha. Tuy vậy thì tuần giao dịch vừa rồi đã chứng kiến được rằng mọi người, seller người ta đã bắt đầu người ta step in ngay tại khu vực 344, và để xem thử ở đây thì những cái động thái nó sẽ là như thế nào ha. Hiện tại thì Meta đang được trade ở cái vùng giá là 338.23 sau cái phiên giao dịch ngày thứ sáu, đóng cửa ngày thứ sáu. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy được cái range tiếp theo mà Facebook nó đang muốn build á là từ 328 cho tới 343, đúng không ạ? Nếu như mà breakout 343 thì Facebook có thể đẩy ngược lên lại khu vực 353 cho tới 355. Còn trong trường hợp mà vẫn bị reject ở đây, reject ngay tại khu vực 343 thì cái khu vực tiếp theo mà em thấy Facebook nó có thể rớt về nó sẽ là 336, và thấp hơn nữa sẽ là khu vực 328. Đây là hai cái vùng giá mà em muốn mọi người chú ý ha. Đây là hai cái vùng giá mà em muốn mọi người chú ý, bởi vì sao? Cái khoảng thời gian trước, cái khoảng thời gian ngày 15, 16 đó thì Meta cũng đã về test lại cái vực 328 này một lần rồi. Thì ở thời điểm hiện tại, nếu như mà Meta có về lại một lần nữa thì em thấy mọi thứ nó cũng rất là bình thường thôi và rất là hợp lý ha. Trong trường hợp mà Meta không thể nào hold được trên 328 thì mọi người hãy chú ý cái zone tiếp theo cho em là khu vực 315 cho tới 317 ha. Thì em nghĩ rằng 20 điểm cho tuần giao dịch tiếp theo nó sẽ là hợp lý cho Meta thôi. Once again, em vẫn luôn luôn gửi cố gắng gửi đến cho mọi người những key level nó xa ra để nó vừa đủ xài một tuần, bởi vì YouTube thì một tuần em mới release video vào mỗi ngày chủ nhật thôi, còn những anh chị nào trong nhóm thì em sẽ phân tích mỗi ngày thì mọi người sẽ được update sát hơn, sẽ được cập nhật sát hơn ha. Thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho Facebook hay còn gọi là Meta đó. Tiếp theo sẽ là Amazon.
Tương tự với Meta thì Amazon tuần vừa qua cũng là một tuần khá là đẹp ha, khi mà Biden người ta step in ngay tại cái khu vực là 141.60 và hiện tại Amazon đang đóng cửa ở cái khu vực là 146.75. Với một cái momentum như thế này thì không loại trừ khả năng Amazon tuần sau sẽ có một cái nhịp breakout ra khỏi cái key level rất là quan trọng, đó chính là khu vực 146 chấm 2 cho tới 146.74 cho tới 147 ha. Đây là cái zone đang khá là nhạy cảm, và nếu như mà Amazon tuần sau breakout ra được khỏi cái zone này thì em thấy được rằng cái vùng giá tiếp theo rất là khả dĩ, đó chính là khu vực 150 ha, và cao hơn nữa sẽ là khu vực 154 cho tới 155, và cuối cùng sẽ là cái khu vực 158.70. Đây là những đây là ba cái key level mà em muốn mọi người chú ý cho Amazon trong cái khoảng thời gian sắp tới. Còn trong trường hợp mà Amazon không thể nào breakout được thì sao ạ? Đối với Amazon không thể nào breakout được thì cái mã cổ phiếu này cần phải bị low cái khu vực 146 trước đã, mình mới có thể mình đánh xuống được ha. Nếu như mà dưới 146 thì chúng ta có thể đánh ngược về lại khu vực 143 và cuối cùng sẽ là cái zone 139.50 cho tới 140. Bởi vì sao ạ? Ở đây cái zone nhìn qua phía bên tay trái này, cái zone màu xanh lá cây, mọi người có thể thấy được rằng mỗi khi mà Amazon tiếp cận cái khu vực này thì buyer người ta đều step in rất là mạnh. Thì ở đây mình có double bottom rồi đúng không ạ? Nếu như mà anh chị nào chơi cái kiểu mẫu hình thì chúng ta có double bottom và tới lần thứ ba nó quay về thì sẽ là triple bottom. Nhưng mà anh chị chơi mẫu hình phải chú ý nha, mình phải quan sát cái price action bằng cách mình kẹp thêm những cái volume profile hoặc là những cái liên quan tới flow, những cái nguyên liên quan tới về cái advanced volume ha, để cho mình thấy được rằng ngay tại cái thời điểm đó buyer và seller cái sự mất cân bằng, cái sự chiếm ưu thế của bên nào nó cao hơn bên nào trước khi mà mình ra quyết định ha. Không phải cứ double bottom là nó phải lên và triple bottom là nó phải lên đâu, hoặc là ngược lại double top là nó phải xuống và triple top là nó phải xuống đâu nha mọi người. Nó lên hay là nó xuống nó dựa vào cái sự chênh lệch giữa cái phe mua và phe bán, chứ không phải là nó khe về cái mẫu hình. Cho nên mọi người chơi về cái mẫu hình thì mọi người chú ý nha. Ok, thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho Amazon. Tiếp theo sẽ là Tesla. Đối với Tesla thì tuần vừa rồi đã chứng kiến một cái sự chững lại của cái mã cổ phiếu này ngay tại những cái key level quan trọng như là 240 và 243. Thì ở thời điểm hiện tại trên khung daily Tesla, mọi người có thể thấy được rằng nó vẫn đang di chuyển ở trong một cái range thôi, từ khu vực 228 cho tới khu vực 244-245. Tesla trong cái khoảng thời gian tới cần phải tìm được một cái hướng đi để có thể volume người ta kick in vô ha. Vậy thì trong đối với Tesla này đó, hai cái scenario cũng như là cái trade plan của em cho cái mã cổ phiếu này nó như thế nào. Đối với bản thân em thấy đó thì Tesla ở thời điểm hiện tại nó sẽ có cái xu hướng nó vẫn đang build cái xu hướng lên. Mọi người thấy ở đây khung 4 giờ nè, vẫn tạo được những cái đáy sâu và đỉnh sâu cao hơn đáy trước và đỉnh trước ha. Và hiện tại nó đang ở trong cái giai đoạn consolidation thôi. Và đối với bản thân em thì em vẫn favor, vẫn bias cái hướng lên nhiều hơn ha. Nhưng mà những cái điều kiện để Tesla có thể tiếp tục break out nó sẽ là như thế nào đây? Tuần giao dịch tiếp theo thì Tesla cần phải, đối với cái bullish scenario trước mọi người ha, thì Tesla cần phải break out ra khỏi cái khu vực là 238.50, là đẩy ngược lên lại khu vực 244.46 nè, và tiếp theo sẽ là khu vực 248. Nếu như mà hold được ở trên cái khu vực 244 cho tới 246 thì đây sẽ là một cái sự thành công đối với Tesla, bởi vì khi mà hold được trên cái zone mà em mới vừa nêu trên đó thì Tesla sẽ có rất là nhiều volume của buyer và rất có thể từ đó nó sẽ bắt đầu nó break out, nó lên tới những cái vùng giá cao hơn như là 259, 260 luôn ha. Còn trong trường hợp mà Tesla không thể di chuyển theo cái hướng bullish mà nó đi muốn di chuyển theo hướng bearish thì sao? Đối với bản thân em thấy ấy, để mà bearish thì Tesla cần phải bị reject ở ngay cái khu vực hiện tại là 235 cho tới 238, và cái zone mà Tesla có thể rớt ngược và lại nó sẽ là khu vực 230 cho tới 232. Thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 226.44 và cuối cùng sẽ là cái zone 220 cho tới 222. Đây là một cái resistance zone ở trong cái khoảng thời gian một tuần và hai tuần trước em có nói đến, và Tesla nó đã break out, nó vẫn chưa có một cái dấu hiệu nó quay về nó backtest nào. Thì ở cái khu vực 220-222 sẽ là cái zone mà em thấy rằng Tesla có thể về để nó test lại, và chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bắt đáy ngay tại khu vực này mọi người ha. Bắt đáy cho một cái nhịp swing lên tới 5 cho tới 10 điểm hoặc là 15 điểm thì mình có thể mình out, mình chốt lời ngay đó. Đó cũng là một cái kế hoạch giao dịch em
thấy là không phải là tôi. Thì đây cũng là toàn bộ những cái phần trade plan của em cho cái mã Tesla, và cái mã Tesla cũng là cái mã cuối cùng để khép lại cái video ngày hôm nay. Chúc mọi người có một cái ngày chủ nhật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mọi người đừng quên cho em một cái nút like ở bên dưới cũng như là một cái nút follow nếu như anh chị lần đầu tiên đến với kênh, và nhấn vào chuông nhận thông báo mọi người ha, cũng như là follow cái fanpage của nhóm là Brandy Trading Center. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và cuối cùng chúc mọi người sẽ có một cái tuần giao dịch thực sự thành công và bùng nổ. Xin chào và hẹn gặp lại.